Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Như vậy là chúng ta đã đi đến tập cuối cùng của bộ truyện Tiên Nghịch của tác giả Nhĩ Căn. Quả thật thì đây là một hành trình dài, rất dài. Không biết với người khác như thế nào chứ đối với mình thì quả thật rất là dài. Nói về cảm nhận của mình về bộ truyện thì quả thật đây xứng đáng là một trong những bộ truyện tiên hiệp hay nhất về tu tiên. Một thế giới thì rất là rộng lớn. Đến bản thân mình là cái người đọc ấy, thì hiện tại còn bây giờ còn không nhớ được hết những cái địa phương mà Vương Lâm đã từng đi qua, cũng như là về những kỹ năng mà Vương Lâm đã sử dụng. Nói chung là quá nhiều. Nội dung thì khỏi phải nói rồi, tuyệt vời. Mình thích nhất cái nội dung của nó ở cái chỗ là đậm triết lý nhân sinh. Chung là đọc xong rồi thì vẫn phải ngẫm đi ngẫm lại. Và có những cái phân đoạn rất là hay, những câu nói rất là hay, đậm chất nhân sinh. Mình chỉ tiếc ở một chút là nhân vật phụ. Có nghĩa là những nhân vật phụ như là Hứa Lập Quốc hay là những sủng thú của Vương Lâm thì quả thực là không được tác giả khai thác nhiều lắm. Chính vì vậy mà đôi khi mà cảm giác Vương Lâm cô độc quá. Mà cô độc như thế thì đôi khi là một số chỗ thì mình sẽ cảm thấy là khô khan hoặc là hơi buồn tẻ một chút. Tuy nhiên thì chúng ta đã kết thúc bộ truyện này rất là tốt đẹp rồi. Quay lại vấn đề chính, đó chính là mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã cùng mình trải qua 2 năm vừa rồi trong thế giới của Tiên Nghịch. Quả thực thì có những khoảng thời gian mà mình gặp một chút khó khăn, tưởng chừng như là đôi khi phải dừng lại. Kể cả kênh cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên thì mọi người vẫn cứ chờ đợi, ủng hộ và động viên mình. Chính vì vậy mà mình mới có động lực mà tiếp tục mà cuộc hành trình để mà đi đến hồi kết của bộ truyện Tiên Nghịch này. Thực sự 2 năm là một quãng thời gian rất là dài. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nhân đây thì mình cũng xin cảm ơn đội ngũ đã dịch ra bộ truyện Tiên Nghịch này. Tất nhiên là mình không biết đội ngũ dịch là ai, nhưng mình vẫn xin gửi lời cảm ơn đến những người đã dịch bộ truyện Tiên Nghịch. Mà thế thôi, tất cả cũng chỉ có như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến tập cuối cùng của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Có một câu hỏi: Thái cổ thần cảnh là thứ gì? Đây là một nghi vấn của gần như tất cả những người tu chân trên Thiên Cương Đại Lục. Cho dù là Đại Thiên Tôn đối với rất nhiều câu hỏi rốt cuộc Thái cổ thần cảnh là thứ gì, tới từ nơi nào thì cũng đều chẳng có đáp án. Tuy có không ít người đã từng tiến vào Thái cổ thần cảnh, nhưng sau khi họ trở về, ngay cả bản thân cũng không rõ đó là địa phương nào. Vương Lâm lúc này nhìn xung quanh, bầu trời toàn một màu đỏ, không có tinh thần, không có nhật nguyệt, không có một ánh sáng nhu hòa, mặt đất có hình tròn. Ở nơi này thần thức quán bị hạn chế, không thể tản ra tràn ngập cả đại lục. Hắn chỉ có thể nhìn thấy núi non tung hoành ở gần đó, còn có những khe nứt cực kỳ là dài. Đi trên mặt đất này, Vương Lâm trầm mặc. Ánh mắt hắn lộ ra một vẻ mê man và quen thuộc, yên lặng mà đi về phía trước. Ở bên ngoài cái khe ở phía trước thì Vương Lâm dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn cái khe ở trên mặt đất này. Cái khe này thẳng tắp, không uốn lượn một chút nào cả, nhưng bị một đường kiếm chém vỡ. Từng trận hắc khí nhàn nhạt từ trong cái khe lan ra, sau khi bay lên thì không liền biến mất. Từ nơi này nhìn sâu vào bên trong cái khe ấy chỉ thấy một màu đen tối, dường như là không có một bóng dáng gì. Vương Lâm trầm mặc ít lâu, thân thể từng bước đi về phía trước, vượt qua cái khe khổng lồ này đi về phía xa hơn. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết là trải qua bao lâu. Vương Lâm nhìn thấy càng nhiều cái khe hơn, càng nhiều núi non hơn nữa. Những cái khe này có hình dáng tương tự nhau, đều thẳng tắp giống như là một đường kiếm chém. Mặt đất hình tròn, Vương Lâm thì thào, hai mắt lóe lên, rồi thân thể chậm rãi bay lên không, hướng về phía bầu trời nơi này mà chậm rãi bay lên. Theo hắn càng bay lên cao, dần dần mặt đất ở dưới chân giống như là thu nhỏ lại, khiến cho Vương Lâm khi mà dừng lại trên bầu trời cúi đầu nhìn xuống, vẻ quen thuộc trong mắt lại càng thêm đậm. Trên mặt đất hình tròn này, những cái khe nứt sâu hun hút kia xếp lại với nhau theo một quy tắc phi thường. Chúng tổ hợp lại với nhau khiến cho mặt đất hình tròn này thoạt nhìn giống như là một cái la bàn. Trên cái la bàn khổng lồ này, những cái khe là những vạch chia, những núi non nối liền với nhau kia hiển nhiên tạo thành những ký hiệu, lộ ra một vẻ tang thương. La bàn này không có kim la bàn. Cũng có thể nói là mặt đất la bàn này không đầy đủ, nó thiếu đi một nửa. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ kỳ dị. Hắn nhìn mặt đất, dần dần nhìn ra đại lục hình tròn này có một nửa là hư ảo, mơ hồ có một cảm giác không quá chân thực. Trong lúc trầm mặc, ánh mắt lại đảo qua mặt đất, cuối cùng tập trung lại ở vùng trung tâm. Nơi này có một ngọn núi cao vun vút trên tầng mây, có những bông tuyết bảy màu bay lượn. Nhìn ngọn núi kia thì ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ phức tạp. Ngọn núi này khi hắn ở trong tổ miếu của Thủy Cổ, trong hư vô khi mà vượt qua cổ đạo Tam Vân Thần đã từng nhìn thấy. Ở bên trong tổ miếu của Thủy Cổ, trong hư vô đó, hắn nhìn thấy ở trên ngọn núi này có một thân ảnh ôm lấy một thi thể, đang ngửa mặt lên trời, gào thét chất vấn thiên địa. Nhưng mà hiện giờ trên ngọn núi có bông tuyết bảy màu bao phủ ở trước mặt, cũng không có thân ảnh đang ôm thi thể kia. Ngược lại lại có một người rất là quen thuộc đang khoanh chân ngồi ở đó, lúc này đang nhìn mình. Hình dáng của hắn có vẻ già nhưng lại không già, toàn thân tràn ngập ánh sáng bảy màu, trong mắt mang theo một vẻ hưng phấn và kích động. Hắn chính là quốc sư của Đạo Cổ, giống như Thiên Vận Tử và cũng giống như là Thất Thải Thiên Tôn. Ở phía sau núi đằng sau thân ảnh này có một cây cầu. Cây cầu này là một đầu nối liền với cả mặt đất, còn đầu kia thì dung nhập vào trong bầu trời, tạo thành một hình cung khổng lồ. Hình dáng của cây cầu này thoạt nhìn so với cả Đạp Thiên Kiều thì gần như giống y hệt. Ở đầu nối với cả bầu trời kia thì Vương Lâm mơ hồ nhìn thấy ở đằng sau bầu trời đỏ như máu đó có một màn hư ảo mơ hồ. Trong màn hư ảo này hình như có hai thân ảnh mờ ảo không rõ, khiến cho người ta nhìn không thấu. Cảnh tượng này so với cả màn hư ảo mán nhìn thấy ở đằng sau của Đạp Thiên Kiều thứ 9 thì rất giống nhau. Rốt cuộc ngươi đã tới rồi. Thiên Vận Tử nhìn Vương Lâm, sau đó cười lên ha hà. Ánh mắt Vương Lâm đang nhìn cây cầu thu hồi lại, rồi nhìn về phía Thiên Vận Tử, không nói một lời nào mà nâng chân từng bước đi tới. Một lát sau hắn đã đứng ở trên ngọn núi có những bông tuyết bảy màu lượn lờ kia. Nhìn những bông tuyết ở bốn phía quanh ở rơi trên người mình, rơi xuống xung quanh, Vương Lâm than nhẹ. Lã Phu đã đợi ngày này rất lâu rồi. Vương Lâm, tất cả mọi chuyện này chỉ là một giấc mộng của ngươi. Tất cả những chuyện này đều chỉ là một giấc mộng của ngươi. Nhưng sau khi ngươi tới nơi này thì giấc mộng của ngươi sẽ trở nên vặn vẹo. Trong tiếng cười đó thì Thiên Vận Tử giơ hai tay lên vung mạnh ra phía ngoài. Dưới một cái vung tay này lập tức đại lục hình tròn nổi lên những tiếng ầm vang. Trong tiếng ầm vang này chỉ thấy bên trong rất nhiều cái khe ở trên mặt đất, đồng thời bộc phát ra hắc khí nồng nặc đến cực điểm. Những hắc khí này quấn lên bầu trời, lao thẳng tới ngọn núi này. Chỉ trong nháy mắt thì hắc khí này đã che khuất cả bầu trời đỏ như máu. Ở phía trước Vương Lâm, ở phía sau Thiên Vận Tử, hắc khí này ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh này cực kỳ cao lớn, giống như có thể chống đỡ cả thiên địa ở nơi này. Từ xa nhìn lại thân ảnh này như mặc hắc bào rộng thùng thình, che phủ toàn bộ mặt đất. Vương Lâm có thể nhận ra hình dáng của thân ảnh này so với cả Thiên Vận Tử ở trước mặt thì giống hệt như nhau. Vương Lâm, cho dù kiếp trước người là cao thủ đạp thiên, nhưng ở trong la bàn định giới này, Lã Phu mới chính là trí cao vô thượng. Trên toàn bộ Thiên Cương Đại Lục, đây là địa phương duy nhất mà Lã Phu có thể cắn nuốt dung hợp ngươi. Ở nơi này thì giấc mộng của ngươi sẽ trở nên vặn vẹo, và từ nay về sau Lã Phu sẽ chính là ngươi. Kiếp trước sao? Vương Lâm nhìn Thiên Vận Tử, nhìn hư ảnh ở phía sau hắn, thần sắc bình tĩnh. Có vẻ như ngươi vẫn còn chưa nhớ ra thì phải. Cũng được, trước khi ngươi chết, Lã Phu sẽ nói rõ tất cả mọi thứ cho ngươi biết. Thiên Vận Tử đứng lên lùi lại một bước, dung hợp với cả bóng đen khổng lồ phía sau. Váy nắc bào đang che khuôn mặt ra để lộ một khuôn mặt kỳ dị. Thiên Cương Đại Lục, Tiên Cương Đại Lục này không có tồn tại. Đó chỉ là một giấc mộng của ngươi hóa thành mà thôi. Trên thực tế nơi đó là hư vô, là một bộ phận của nghịch trần giới mà thôi. Là hư vô sao? Vương Lâm trầm mặc. Ngươi không tin sao? Lã Phu nhìn ngươi thì có thể biết rằng ngươi quả thật không nhớ tới kiếp trước một chút nào. Thật là đáng thương. Vương Lâm, Lã Phu nói cho ngươi biết, vũ trụ thương khung có tứ đại giới. Giới này là nghịch trần giới. Mỗi một giới đều có những trí bảo. Trí bảo của nghịch trần này chính là La Bàn Định Giới, và cũng chính là không diệt bảo duy nhất đó. Thái cổ thần cảnh này chính là La Bàn Định Giới của nghịch trần giới. Thân ảnh khổng lồ do Thiên Vận Tử biến thành kia hai mắt lộ ra vẻ kích động. Còn về phần ngươi, kiếp trước chính là người mạnh nhất trong thiên địa, là tu sĩ cảnh giới đạp thiên. Ngươi vốn phải tung hoành nghịch trần giới, nhưng ngươi lại muốn hồi sinh một nữ tử từ chỗ ngươi bảo vệ cướp đi La Bàn Định Giới, muốn lấy nó để mà cứu sống thê tử của ngươi. Ngươi còn nghĩ ra mộng đạo thuật, tự mình tản ra chân ngã, trọng hóa luân hồi, cố gắng khiến cho giấc mộng trở thành sự thật, rồi đi vào trong luân hồi, khiến cho thê tử của ngươi sống lại, nghịch chuyển biến hóa của thiên địa. Cho dù đến cả Lão Phu đối với cả ý nghĩ và hành động điên cuồng của ngươi thì cũng vô cùng khiếp sợ đó. Thiên Vận Tử nhìn Vương Lâm, lời nói vang vọng. Vương Lâm nhắm mắt lại. Nếu thật sự như những gì mà ngươi vừa nói, vậy rốt cuộc ngươi là ai? Sau khi nhắm mắt lại một lát thì mở mắt ra, nhìn thân ảnh khổng lồ kia chậm rãi mở miệng nói. Lão Phu là người bảo vệ La Bàn Định Giới. Năm đó ngươi đã cướp vật này từ trong tay ta. Ta có một đệ tử, và ngươi hẳn ra nhận ra hắn. Tên của hắn là Mạc Chí. Vương Lâm trầm mặc. Hai mắt Thiên Vận Tử kia không thể không lóe lên. Hắn giơ tay phải vung xuống dưới, hắc khí trong cơ thể bỗng nhiên lan ra một phần. Ở trên bầu trời này hình thành một vòng xoáy màu đen. Dần dần bên trong vòng xoáy màu đen kia có những cảnh tượng hiện ra. Nếu như người vẫn chưa tin thì có thể chính mắt mà nhìn. Những cảnh tượng này thật hay giả, bản thân ngươi cũng có thể đoán được. Bên trong vòng xoáy màu đen kia, Vương Lâm nhìn thấy chính mình đang ôm một thi thể, ngửa mặt lên trời mà gào thét. Hắn nhìn thấy chính mình sau khi hồi sinh Lý Mộ Uyển thất bại, không biết đã qua bao lâu, thần sắc bi ai, thanh âm phẫn nộ, còn có ánh mắt điên cuồng kia nữa. Trời bắt nàng chết, ta cũng phải cướp nàng trở về. Ta muốn phá tan thiên địa, ta phải đắm chìm vào trong luân hồi, đem nàng từng chút một ra khỏi luân hồi, tái sinh đời đời kiếp kiếp. Nếu như ta không thành công thì Vương Lâm ta vĩnh viễn sẽ không thức tỉnh, sẽ cùng với ngươi chìm vào trong luân hồi, trong tới vĩnh hằng. Vương Lâm nhìn những hình ảnh bên trong dòng xoáy. Những chuyện cũ này hiện ra trong đầu hắn, giống như là những ký ức này vốn vẫn tồn tại, chỉ là hắn đã quên mất mà thôi. Lúc trước ngươi nói, nếu ta tới nơi này, ở nơi này mới có thể khiến cho Lý Mộ Uyển sống lại, là thật hay giả? Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, nhìn Thiên Vận Tử kia chậm rãi mà hỏi. Có thể thật, và cũng có thể là giả. La Bàn Định Giới này là không diệt bảo duy nhất của nghịch trần giới. Nó có thể thay đổi hết thảy, nhưng ngươi không có cơ hội này đâu. Nhìn thần sắc Vương Lâm vẫn bình tĩnh như trước, không ngờ ý thức không vặn vẹo một chút nào. Điều này khiến cho trong lòng Thiên Vận Tử có chút chần chừ. Lúc này nghe thấy lời nói của Vương Lâm, hắn do dự một chút, không khinh cử vọng động. Hắn mơ hồ thấy dường như có một điểm gì đó không ổn cho lắm. Còn kia là cầu gì vậy? Vương Lâm giơ tay phải lên chỉ về phía cây cầu nối liền thiên địa ở phía sau thân ảnh do hắc khí của Thiên Vận Tử tạo thành. Đạp Thiên Kiều của La Bàn Định Giới cũng là bản thể của Đạp Thiên Kiều mà tất cả chúng sinh của nghịch trần giới sau khi đạt tới một tu vi nhất định sẽ cảm thụ được. Lúc này cảm giác không ổn trong lòng của Thiên Vận Tử càng thêm rõ. nhưng lão làm thế nào cũng không thể nghĩ ra được rốt cuộc là có điểm nào xuất hiện sự biến hóa. Có phải là ngươi đang chần chừ và suy đoán tại sao ý thức của ta không vặn vẹo? Như người đang từ trong giấc ngủ tỉnh lại xuất hiện sự mơ hồ, đúng chứ? Vương Lâm mỉm cười nhìn Thiên Vận Tử bình tĩnh mà hỏi. Sắc mặt Thiên Vận Tử lập tức biến đổi, thân thể khổng lồ bỗng nhiên lùi lại vài bước, nhìn chằm chằm Vương Lâm. Sau khi cẩn thận một lượt, lộ ra vẻ khó có thể tin nổi. Ngươi, không đúng. Ngay cả khi ngươi sớm nhớ lại ký ức của kiếp trước rồi, nhưng chỉ cần vào bên trong la bàn định giới này thì ngươi sẽ phải tỉnh mộng. Những lần trước ngươi đều thức tỉnh ở bước này, lần này tuyệt đối không thể khác được. Ngươi không phải người bảo vệ, mà một người còn thiếu. Vương Lâm nhìn Thiên Vận Tử chậm rãi mở miệng. Ngay khi hắn nói ra lời này, trong lòng của Thiên Vận Tử kia đột nhiên chấn động. Ta vốn luôn nghi hoặc, cho tới khi ở bên trong tổ miếu của Thủy Cổ, lần thứ hai nhìn thấy thân ảnh ôm thi thể trên ngọn núi có tuyết bảy màu tung bay. Trong nội tâm của ta vừa cảm giác bất ổn, vừa đồng thời xuất hiện một ý niệm điên cuồng. Vương Lâm không nhìn Thiên Vận Tử, mà nhìn về phía sau chậm rãi nói. Ta sợ rằng cảnh tượng đó là sự thật, sợ rằng thất bại trong việc làm Uyển Nhi sống lại. Ta sợ rằng tất cả thật sự là một cuộc đời của ta. Quen biết Uyển Nhi, nhưng dùng toàn lực cũng không thể làm cho nàng sống lại, cho nên mới phải khiến cho mình chìm đắm trong mộng đạo, muốn theo đuổi luân hồi, khiến giấc mộng trở thành sự thật. Chẳng qua thật sự là kiếp trước của ta sao? Ta không cho rằng như vậy. Ta sợ rằng tất cả sẽ là sự thật, cho nên ta mới đi nghiệm chứng, muốn thay đổi. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng, lộ ra ánh sáng ngời. Năm đó trong Thiên Nghịch Châu ta đã từng nghe thấy một giọng nói. Giọng nói này không ngừng nói cho ta biết là thiếu một. Ta vẫn luôn không hiểu rốt cuộc là thiếu thứ gì. Ở bên trong động phủ giới ta từng nhìn thấy một cảnh tượng hư ảo, thấy tiên đế Bạch Phàm chỉ lên trời mà điên cuồng. Sau đó ta mới biết là hắn chính xác khi biết thế giới của mình sống là một tòa động phủ, nên không thể tiếp nhận được, đã trở nên phát điên. Giống như là Tán Linh Thượng Nhân vậy, chẳng qua hắn cũng không có dũng khí và nghị lực như là Tán Linh Thượng Nhân. Cảnh tượng này khi ta phát hiện ra cũng khiến ta rất là sợ hãi. Còn ở bên trong động phủ giới, khi mà ta đánh sâu vào bước thứ ba, xuất hiện vạn cổ không môn. Âm thanh phía sau cánh cửa phát ra. Âm thanh này sau khi ta cảm nhận được, rất giống như là một âm thanh thiếu một, giống ở trong Thiên Nghịch Châu. Cho tới khi mà ta triển khai ý niệm điên cuồng kia trong đầu, cho tới khi ta nhìn thấy được đầu lâu của Cát Cùng trong động phủ giới. Trên đầu lâu đó còn lưu lại một đạo thần niệm. Vương Lâm vừa nói vừa giơ tay phải lên chụp vào hư không một cái. Lập tức trên tay hắn xuất hiện đầu lâu của Cát Cùng. Trên đầu lâu này còn những ký hiệu ấn ký lóe lên, tỏa ra u quang và dũng khí sát lục. Thì lúc đó ta đã có đáp án. Vương Lâm nhìn đầu lâu trong tay, ánh mắt mơ hồ lộ ra vẻ phức tạp. Thiên Nghịch Châu kia thiếu một người, đó chính là ngươi. Ngươi không phải người bảo vệ, mà chính là khí linh của La Bàn Định Giới. Vương Lâm ngẩng phát đầu, ánh mắt lấp lánh. Ánh mắt hắn khiến thân thể Thiên Vận Tử trở nên run rẩy. Vốn là ta đối với cả phương pháp làm Uyển Nhi sống lại rất là mơ hồ. Thậm chí ta cũng không biết phải làm như thế nào mới có thể khiến cho nàng sống lại, cho tới khi ngươi xuất hiện ở trên núi hoang của Đạo Cổ. Những lời nói của ngươi đã bị ta ghi tạc trong lòng. Từ đó về sau ta luôn suy nghĩ, cho tới khi nhìn thấy thân ảnh gầm giống thê thảm kia, thì rốt cuộc ta đã nghĩ ra một phương pháp. Mà vào lúc ta nảy ra ý niệm này, ta vẫn còn chần chừ. Sự tồn tại của ta rốt cuộc là chân thật hay chỉ là một giấc mộng? Tiên Cương Đại Lục này có phải là tồn tại thật hay không? Cho tới khi ta nhìn thấy cái đầu lâu này, Vương Lâm thì thào. Người nghĩ tới phương pháp gì chứ? Thân thể cao lớn của Thiên Vận Tử vào lúc này có hắc khí không ngừng bao phủ. Hắn nhìn Vương Lâm bình tĩnh như vậy, ngay lời nói tỉnh táo kia, nội tâm tràn ngập sự sợ hãi. Hắn phát hiện ra những gì mà mình tưởng là hiểu hết, hóa ra lại lúc này sai biệt quá lớn. Điều này khiến cho hắn đối với cả ý niệm điên cuồng theo lời Vương Lâm nói, như có cảm giác đại họa sắp giáng xuống. Vương Lâm nhìn Thiên Vận Tử thần sắc như thường. Phương pháp của ta rất đơn giản thôi. Ta sẽ dùng lưu nguyệt thuật. Ngươi biết rồi đó. Ta sẽ khiến cho sát lục phân thân của ta đại thành. Sau đó nghịch chuyển lưu nguyệt, dùng lực lượng tu vi của ta nghịch chuyển 5 tháng, khiến cho phân thân sát lục trở về quá khứ, đưa hắn tới vô số ngàn năm trước, bắt chước kiếp này, triển khai một hồi mộng đạo thuộc về hắn. Trong những năm tháng trong quá khứ này, hắn sẽ suy tính và tiến hành tất cả mọi thứ phát sinh trong kiếp này của ta. Ta cho hắn ý thức tự chủ, cho phân thân này tất cả tự do. Sau khi làm như vậy thì ta đột nhiên phát hiện ra tất cả đều rõ ràng. Kiếp trước sao? Kiếp trước theo lời ngươi nói chính là do ta tự mình đưa phân thân sát lục tới đó. Ngươi nói trên Thiên Cương Đại Lục này là hư ảo. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết rằng Thiên Cương Đại Lục này không phải là giấc mộng, cũng chẳng phải là hư ảo. Vương Lâm, ta không phải là chuyển thế. Ta sinh ra tại Chu Tước Tinh, cho tới bây giờ ta vẫn chính là ta. Ngươi sở dĩ cho rằng như vậy, thậm chí có một số người cũng là cho như vậy, là bởi vì sát lục phân thân của ta trong quá khứ đã thành công thay đổi một số việc. Ta không biết là phân thân sát lục này của ta trong quá khứ đã làm được việc gì, và cũng không biết lúc này hắn đang ở nơi nào. Nhưng khi ta nhìn thấy đầu lâu của Cát Cùng này, ta thấy thần thức sát lục quán trên đó, thấy được phương pháp thức tỉnh Uyển Nhi, đúng như ta yêu cầu năm đó. Trong thần thức nọ cũng nói cho ta biết, trong những năm tháng quá khứ, phân thân sát lục nghịch chuyển thiên địa, mượn được một la bàn, chính là mấu chốt để mà cứu được Uyển Nhi. Hắn đã đặt la bàn đó ở trên Tiên Cương Đại Lục, đã từng mấy lần tiến vào bên trong, nhưng mà mỗi lần tiến vào đều tiêu tán rất nhanh. Cho tới lần cuối cùng hắn tiến vào trong Thái Cổ Thần Cảnh như là luân hồi này, trong khi hắn tiêu tán thì đã hoàn thành được ý chí của ta lưu lại cho hắn, khiến cho la bàn này phân ra, và cũng phóng ra khí linh của la bàn định giới này. Và đó cũng chính là ngươi, khí linh ạ. Vương Lâm nhìn Thiên Vận Tử. Đối phương sau khi mà nghe hết những gì hắn nói, thân thể run rẩy, ánh mắt lộ ra một vẻ không thể tin, cũng ẩn chứa một sự sợ hãi khó có thể hình dung. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng được. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Sao? Đây là phương pháp mà ta phóng ngươi ra, lấy thân ngươi vốn là bổn nguyên của la bàn định giới này để mà làm sống lại thê tử của ta. Ngươi phải biết rằng ở trong luân hồi này, mỗi người tìm hiểu thấu triệt rồi thì nó sẽ theo y ngươi vậy. Mà ngươi tìm hiểu không ra thì nó chính là kiếp trước chuyển thế. Nó vốn là một vòng tròn mà, nó vốn tồn tại. Ngươi có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận được. Giống như là lời nói của Mạc Chí nói, giống như là trong ký ức của Hồng Điệp, và cũng giống như là lời nói của ngươi tại núi hoang, và cả đạo cổ nữa. Đạo cổ cũng nhận ra lục mặc. Cổ tổ và thiên tổ tìm hiểu không nổi luân hồi, tưởng rằng tất cả đều là hư ảo, là giả dối. Bọn họ vấn đạo mà chết. Đó là luân hồi đó. Tìm hiểu thấu rồi thì nó chỉ là một vòng tròn mà thôi, tùy ý mà lựa chọn một điểm, giơ tay mà nắm giữ. Vương Lâm đắc đầu bình tĩnh nhìn Thiên Vận Tử. Ngươi ở đây bày mưu với ta, lại không biết vào thời điểm cuối cùng toàn là ta bày mưu với ngươi. Giống như là ngọn đèn sắp tắt thì bỗng nhiên bùng cháy vậy. Không có khả năng. Đây là chuyện không có khả năng xảy ra được. Ta tận mắt thấy cảnh tượng kiếp trước của ngươi. Ta tận mắt thấy ngươi tới chỗ ta lấy la bàn. Đã tận mắt thấy ngươi dùng la bàn này chìm vào trong mộng đạo. Ta cũng tận mắt thấy ngươi ở nơi này, lần lượt luân hồi chuyển thế thì mới tới được nơi này, đi vào trong la bàn rồi tiêu tán. Thiên Vận Tử giống như là phát điên vậy. Hắn bày mưu cả đời, nhưng cuối cùng vào lúc này lại tính sai cả rồi. Năm đó hắn ở chỗ vỡ của la bàn mà chui ra, vốn tưởng đó là do ngoài ý muốn, nhưng lại không ngờ rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch của Vương Lâm. Không có khả năng, ta không tin. Thiên Vận Tử giống lên thê thảm, thân thể hóa thành hắc vụ khổng lồ cao chọc trời dữ tợn, lao tới Vương Lâm, giống như là muốn thôn phệ đối phương vậy. Tận mắt nhìn thấy chưa chắc là thật, bởi vì ngươi không nhìn thấy luân hồi. Nó ở chỗ này này, tùy ngươi hiểu thôi. Ngươi nếu không hiểu thì vĩnh viễn không thể sáng tỏ được đâu. Vương Lâm lắc đầu. Thanh âm của Thiên Vận Tử vang vọng trong Thái Cổ Thần Cảnh. Từ ngọn núi rơi đầy tuyết bảy màu này phân tán ra bốn phía. Thân thể khổng lồ của hắn lúc này hóa thành xương đen ngập trời, mang theo vẻ không cam lòng, mang theo sự điên cuồng lao thẳng tới Vương Lâm. Hắn không cam lòng. Hắn đã chờ đợi lâu như vậy, chờ đợi hết lần luân hồi này đến lần luân hồi khác, rốt cuộc đã đợi được tới ngày hôm nay, nhưng lại không thể ngờ rằng mọi chuyện lại như thế này. Vương Lâm đã lừa gạt tất cả mọi người. Cho dù hắn là Thiên Vận Tử cũng không ngờ tới tất cả mọi chuyện vốn không phải là giấc mộng của Vương Lâm, mà là mộng đạo của Lục Mặc kia. Lúc này trong lòng Thiên Vận Tử tràn ngập một cảm giác hoang mang. Cảm giác này đủ khiến cho hắn nổi giận. Hắn thân là khí linh của La Bàn Định Giới, từng ở trong La Bàn Định Giới này tận mắt nhìn thấy Vương Lâm luân hồi hết lần này đến lần khác, tiêu tan hết lần này đến lần khác. Cho tới lần cuối cùng kia, hắn tận mắt nhìn thấy Vương Lâm mở la bàn này ra. Sau khi tiêu tán ở trong đó, Thiên Vận Tử hắn từ trong la bàn này đi ra. Trong khoảnh khắc hắn đi ra đó, hắn mừng như điên, ngửa mặt lên trời mà cười to. Hắn thật sự là không biết được lai lịch của bản thân. Trong ký ức của hắn, vô số năm trước khi mà lần đầu tiên thức tỉnh, hắn đã trở thành khí linh của La Bàn Định Giới. Hắn cũng không biết La Bàn Định Giới này là do ai sáng tạo ra. Hắn không hề có ký ức. Lang thang rất lâu ở trong la bàn này, cho tới khi nhìn thấy Vương Lâm tới mượn la bàn này, nhìn thấy Vương Lâm hết lần này tới lần khác tiêu tan trong luân hồi, cho tới khi hắn được phóng thích ra ngoài. Và ngay khi hắn được phóng thích ra, hắn liền có một sự vui sướng không nói lên lời tràn ngập toàn thân. Hắn cảm thấy chính mình sắp có được sự tự do. Hắn không muốn tiếp tục như bị cầm tù ở trong la bàn này nữa. Vì thế hắn muốn đoạt xá. Hắn muốn đoạt xá Vương Lâm. Trong mắt hắn thì toàn bộ chúng sinh trên đại lục Tiên Cương đều là giả dối, chỉ có Vương Lâm là thật, có thân thể thật. Vì vậy hắn muốn đoạt xá. Hơn nữa theo hắn phân tích, một khi đoạt xá thành công, có được thân thể của Vương Lâm rồi, hắn sẽ chính thức trở thành tu sĩ cảnh giới đạp thiên. Hắn sẽ thật sự có được tự do. Hắn không bao giờ còn là khí linh bị nhốt trong la bàn này nữa. Tuy nhiên cũng có lúc hắn cảm thấy bản thân ngoài là một khí linh còn giống như là một người bảo vệ la bàn này vậy. Nhưng bất luận thế nào, hắn cũng sẽ làm tất cả để mà được tự do. Thậm chí hắn còn nghĩ khi mà mình có được tự do này, một khi mình đoạt xá thành công, hắn sẽ đi tìm nguồn gốc bản thân mình, tìm hiểu xem rốt cuộc là ai đã khiến cho mình trở thành khí linh. Thậm chí trong mắt của hắn, sau khi đoạt xá thành công thì la bàn định giới này cũng sẽ trở thành pháp bảo mạnh nhất của hắn. Vật này hắn thân là khí linh của nó, sự hùng mạnh của nó hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai. Hơn nữa vật này ngoài sự hùng mạnh thì tác dụng quan trọng nhất của nó chính là có thể giúp cho người ta có thể rời khỏi nghịch trần giới. Còn về lai lịch của la bàn định giới này, hắn cũng đã từng nghĩ tới, nhưng vẫn rất là mơ hồ, không có ký ức. Hắn không biết vật này là do ai sáng tạo ra, cũng giống như là không biết tại sao mình lại ở bên trong đó. Hắn chỉ biết rằng sau khi mình có được tự do, nhất định phải đi tìm hiểu câu trả lời. Nhưng giờ phút này, đủ những ý định của hắn đều trong một câu nói của Vương Lâm mà hoàn toàn sụp đổ. Hắn đã không còn hy vọng, chỉ còn lại sự tuyệt vọng và sự phẫn nộ, và còn có cả một sự sợ hãi và không cam lòng nữa. Hắn điên cuồng xông về phía Vương Lâm. Sương đen ngập trời phát ra tiếng kêu chói tai. Ngay khi mà tới gần Vương Lâm, hắn nhìn thấy trên mặt Vương Lâm lộ ra một nụ cười nhạt. Vương Lâm giơ tay phải lên, nhìn đám sương đen đang bao phủ phía trước ập tới, nhẹ nhàng mà vung ra một cái. Khi ta nắm được luân hồi thì lúc đó ta đã đạp thiên rồi. Vương Lâm bình tĩnh mở miệng vung tay lên. Chỉ thấy đám sương đen ngập trời ở phía trước mặt hắn lập tức phát ra thanh âm vù vù, với tốc độ mắt thường có thể thấy được tiêu tan trong phạm vi lớn. Ta không cam lòng, Vương Lâm, ta không cam lòng. Thiên Vận Tử kêu lên một tiếng thảm thiết. Đám sương mù đang tiêu tan kia quay cuồng và cuối cùng ngưng tụ lại thành một cái đầu. Hình dáng cái đầu này không ngờ giống Thiên Vận Tử y hệt, thoạt nhìn như một nam tử trung niên. Trên mi tâm của hắn có một đồ án ngũ sắc lóe lên. Mơ hồ bên trong đồ án ngũ sắc kia như có một hư ảnh con hạc đang giãy giụa vậy. Hết thảy chuyện này trong mắt đều tiêu tan. Cái đầu của nam tử trung niên kia biến mất, quấn đi toàn bộ sương mù màu đen còn sót lại giờ phút này, trong nháy mắt hóa thành một con hạc đen rất là lớn. Con hạc đen kia hướng lên bầu trời kêu lên, rồi lao thẳng tới Vương Lâm. Ngay khi nó tới gần, hai mắt của Vương Lâm lóe lên hàn quang, thân thể hắn bước về phía trước, tay phải bỗng nhiên giơ lên. Khi mà con hạc đen đó biến thành bay tới, liền đưa tay bóp lấy cổ của nó. Con hạc đen kia không ngừng giãy giụa. Trong tiếng gào thét, trong mắt Vương Lâm lóe lên tinh quang, tay phải hung hăng bóp chặt lại. Chỉ nghe thấy tiếng nổ ầm một tiếng, toàn bộ mặt đất của Thái Cổ Thần Cảnh run lên kịch liệt, bầu trời liền trở nên u ám. Con hạc đen kia đã hoàn toàn tan nát. Thần thức của Thiên Vận Tử hỗn loạn, sau khi mà con hạc đen kia tiêu tán thì cũng tan rã theo. Trước khi một tia thần trí cuối cùng quán bị hủy diệt, dường như hắn đã nhớ lại được một vài chuyện cũ, nhớ lại một vài chuyện trong ký ức của hắn mà hắn vốn tưởng rằng là không tồn tại. Đạo thần trà, quê hương của ta sao? Thiên Vận Tử thì thào. Toàn bộ thần thức tiêu tán, hoàn toàn tử vong. Thân thể hắn hóa thành vô số hắc khí tản ra. Ở bên trong rất nhiều hắc khí kia có một đạo khí xám rất là rõ ràng bay ra, lao thẳng về phía sau. Dưới ánh mắt của Vương Lâm, hắn nhìn thấy đạo khí xám kia xông vào Đạp Thiên Kiều, nối liền thiên địa kia, dung nhập vào trong hư ảnh đằng sau cây cầu, không còn nhìn thấy bóng dáng. Bị hắn nắm chặt, chỉ thấy hắc khí kia đang khuếch tán ra bỗng nhiên cuộn lại ngưng tụ. Trong khi mà không ngừng ngưng tụ, ở trong lòng bàn tay Vương Lâm hóa thành một đám khí nhỏ bằng nắm tay. Đám khí này thì cũng không phải có màu đen, mà có 9 màu lượn lờ cực kỳ diễm lệ. Bổn nguyên của một giới. Bổn nguyên của một giới sao? Vương Lâm nhìn đám khí trong tay mình, trong mắt không còn vẻ bình tĩnh nữa, mà lộ ra một sự kích động. Hắn hít sâu một hơi, vung tay trái vào hư không, lập tức có một cỗ quan tài gỗ xuất hiện ở trước mặt hắn. Ở bên trong quan tài gỗ kia là một nữ tử đang ngủ say, tướng mạo cũng không phải tuyệt mỹ nhưng lại lộ ra một vẻ ôn nhu. Hai mắt nàng nhắm lại không hề nhúc nhích. Uyển Nhi, ta đã từng nói, nếu trời bắt nàng chết, ta cũng phải cướp nàng trở về. Vương Lâm vuốt ve khuôn mặt nữ tử kia, trong lúc thì thào thì chảy nước mắt. Những giọt nước mắt kia rơi trên mặt của nữ tử này, theo gương mặt nàng chảy xuống khóe miệng. Ta đã làm được rồi, Uyển Nhi. Sau mấy ngàn năm ta đã làm được rồi. Thần sắc Vương Lâm dịu dàng, đưa đám khí 9 màu trên tay phải nhẹ nhàng đặt lên mi tâm của nữ tử này, yên lặng nhìn đám khí kia dung nhập vào trong cơ thể nàng, lặng lặng nhìn ngắm nàng, như thể thời gian đã trở thành vĩnh hằng. Nhưng thần sắc hắn cũng mang theo vẻ cực kỳ là khẩn trương hiếm thấy ở hắn. Lúc này Vương Lâm rất là khẩn trương, hắn cắn môi dưới, nhìn nữ tử kia. Uyển Nhi, sống lại đi, mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn ta đi. Vương Lâm vỗ về lên mái tóc của Lý Mộ Uyển, không ngừng thì thào. Lần đầu gặp nhau ở Tu Ma Hải giống như là duyên trời định vậy, không chết không quên. Tiếng gọi yếu ớt kia, ánh mắt mang theo vẻ bàng hoàng trong khoảnh khắc này khiến cho thân ảnh Vương Lâm đang ẩn giấu ở dưới lòng đất cũng sau khi phát hiện ra đều không ổn, do dự một chút nào, rồi ngẩng đầu lên. Nếu như hắn không ngẩng đầu lên thì có lẽ tất cả sẽ khác. Mấy năm trong Tu Ma Hải, mỗi khi mở mắt ra hắn lại nhìn thấy thân hình của Lý Mộ Uyển. Nhà tuy mềm yếu nhưng rất cứng cỏi, đang ở động phủ, trái tim hắn liền run lên, giật mình. Một câu nói, không phải sợ, ta mang nàng đi giết người. Hắn không biết tại sao lại nói ra lời như vậy, hắn chỉ biết trong khoảnh khắc đó lời nói này tự nhiên phát ra như vậy thế thôi. Rồi trên Thanh Long Đại Trận, dùng tâm huyết để mà khắc những chiếc vảy, hóa thành một ngọc giản để bảo vệ tính mạng. Cái thân thể mềm mại đó, cái sắc mặt trắng bệch kia khiến cho hắn đau lòng. Nhưng trên lưng hắn mang theo huyết hải thâm thù, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, tự nói mình là phải quên đi. Cảnh tượng ở trong Vân Thiên Tông, khi mà nghe thấy tiếng đàn kia, nhìn thấy thân ảnh nữ tử trong lầu các ẩn chứa một vẻ hưu quạnh đó, Vương Lâm biết mình không thể nào quên được. Tay trái của ta là nhân, quá ngắn ngủi trong Tu Ma Hải, tay phải là 100 năm liền ngồi đả tọa. Uyển Nhi, hãy mở mắt ra đi, hãy tỉnh lại đi. Còn có Bình Nhi nữa, nó cũng sẽ tỉnh lại, nàng sẽ thích đứa nhỏ này. Vương Lâm thì thào, nhỏ lệ, Năm tháng cũng không có chờ ta. Nàng khi nào mới dìu ta dậy? Uyển Nhi, ta là Vương Lâm đây, chúng ta là vợ chồng, hãy để ta dìu nàng dậy. Nước mắt của Vương Lâm ngày càng nhiều. Hắn nhìn Lý Mộ Uyển, hắn đã đợi mấy ngàn năm chỉ vì một ngày hôm nay. Sự ấm áp bên trong sân cấp kia. Thân ảnh mỗi khi mà quay đầu lại nhìn, thấy những thân ảnh cũ ở trong đầu Vương Lâm vẫn giống như vậy, chẳng thể nào quên được. Hắn không muốn quên và hắn không thể nào quên được. Cho tới khi hắn nhìn thấy Lý Mộ Uyển, tóc đã bạc, dần dần trở nên già yếu, dần dần mất đi sức sống. Trong khoảnh khắc nàng nhắm mắt lại, trái tim của Vương Lâm chưa bao giờ lại đau nhức đến như vậy. Hắn nổi giận, hắn không thể để cho Lý Mộ Uyển cứ như thế mà ra đi, hắn phải cướp nàng trở về. Sau khi mất đi lại muốn có được, cho dù kết quả là những ký ức xúc động phong trần, cho dù là những vực sâu của bi thương thì cũng không hề hối tiếc. Uyển Nhi, tỉnh lại đi Uyển Nhi. Ta sẽ phá vỡ cả bầu trời để mà làm hiện ra hình bóng của nàng. Ta sẽ nghịch chuyển cả thương khung để mà trời không che được đôi mắt muốn mở ra của nàng. Ta sẽ phá tan hư vô để mà mở ra một con đường cho nàng có thể tìm được phương hướng trở về nhà. Uyển Nhi, ta là chồng của nàng, ta muốn nàng mở mắt ra, tỉnh lại. Vương Lâm ngửa mặt lên trời gào thét lên. Thời gian đã qua rất lâu rồi, nhưng mà nữ tử trong quan tài gỗ này vẫn cứ nhắm hai mắt. Điều này khiến cho Vương Lâm không thể chịu đựng được, tuyệt đối không thể chấp nhận được. Đừng khóc. Ngay khi Vương Lâm ngẩng đầu gào thét thì có một đôi bàn tay mềm mại ấm áp mang theo chậm rãi giơ lên, chạm vào mặt của Vương Lâm. Toàn thân Vương Lâm chấn động, hắn cúi đầu nhìn thấy Lý Mộ Uyển đang run rẩy lông mi, mở mắt ra. Trong đôi mắt kia ẩn chứa sự ôn nhu, giống như mấy ngàn năm về trước, còn có một sự thương tiếc khiến cho người ta phải đau lòng nữa. Thái cổ thần cảnh. Ở trên mặt đất hình tròn kia, tại vị trí trung tâm có một ngọn núi tuyết bảy màu tung bay. Trên đó có hai thân ảnh, đó là Vương Lâm và Lý Mộ Uyển. Bọn họ đứng đó, nhìn về phía xa xa, thấp giọng mà trò chuyện. Ánh mắt Vương Lâm mang theo vẻ nhu hòa, nhìn Lý Mộ Uyển với thần sắc ôn nhu. Hắn đã đợi rất lâu rồi, rất lâu. Mấy ngàn năm mới thấy được cảnh tượng này. Tuyết bảy màu bay xuống đã không còn mang theo hàm ý bi ai, hoàn toàn giống với cả cảnh tượng Vương Lâm chứng kiến khi mà phân thần trong tổ miếu của Thủy Cổ Hoàng Thành. Đây là một chuyện dài dòng và buồn chán Uyển Nhi ạ. Chờ chúng ta rời khỏi nơi này xong, tìm một địa phương tầm thường thôi, để mà ta dùng thời gian cả đời kể chuyện cho nàng nghe, được không? Và còn có cả Bình Nhi nữa, và còn có cả thê tử của nó là Thanh Nghi, nàng nhất định sẽ thích nó thôi. Lý Mộ Uyển gật nhẹ đầu. Nàng nhìn ra nam tử trước mắt này, khuôn mặt hắn vẫn giống như trước kia, chẳng qua lúc này nàng nhìn thấy đã có dấu hiệu tang thương của năm tháng ẩn hiện. Nàng có thể tưởng tượng được vì khiến mình thức tỉnh, Vương Lâm đã nỗ lực bao nhiêu, gian khổ bao nhiêu và trả giá bao nhiêu. Hiện giờ ta sẽ mang nàng đi Đạp Thiên Kiều. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn Đạp Thiên Kiều cách đó không xa, hai mắt lộ ra vẻ ngời sáng. Nhất là trong mấy ngàn năm nay, trong mắt đã không còn vẻ đau thương nữa. Hắn nắm tay Lý Mộ Uyển. Sau khi nàng tỉnh dậy, hắn chưa bao giờ buông tay cả. Hắn sợ rằng buông ra sẽ không thể tìm được nữa. Thân ảnh hai người bọn họ dần dần đi về phía trước, bước lên Đạp Thiên Kiều, hướng về phía cây cầu cuối cùng, hướng về phía cuối bầu trời và từ từ bước đi. Lý Mộ Uyển cũng nắm tay Vương Lâm, cả đời không muốn buông ra. Nàng có thể cảm nhận được sự ấm áp từ trong lòng bàn tay truyền tới, khiến cho trái tim của nàng cảm thấy ấm áp và an bình mấy ngàn năm. Thân ảnh bọn họ dần dần đi tới cây cầu. Trong chớp mắt khi mà sắp sửa bước lên, bước chân Vương Lâm dừng lại, tay chạy hắn giơ lên vung về phía mặt đất phía sau. Một động tác này khiến cho ba đạo cầu vòng xuất hiện, bay thẳng về phía mặt đất. Trong đạo cầu vòng thứ nhất là có một nửa cái la bàn, nó dung hợp với cả mặt đất, khiến cho mặt đất hình tròn này ầm vang. Một nửa trông như hư ảo lúc trước giờ trở nên chân thật, khiến cho vô số núi non sâu ở trên mặt đất biến thành những ký hiệu, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Sau khi đầy đủ mơ hồ có dấu hiệu triển khai vận chuyển. Trong đạo cầu vòng thứ hai là một cây kim la bàn khổng lồ, nó trôi lơ lửng nhanh chóng hạ xuống, dung hợp với cả tuyết bảy màu đang bay. Cây kim này quét ngang cả vùng mặt đất hình tròn. Có một lực lượng mênh mông từ mặt đất này lan tỏa ra, tiếng ầm vang kinh thiên động địa truyền tới. Trong đạo cầu vòng thứ ba là một hạt châu màu trắng là thiên nghịch. Nó lơ lửng trong thiên địa, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Nó xuất hiện lập tức khiến mặt đất này, khiến la bàn định giới này trở nên đầy đủ. Thu, Vương Lâm nói khẽ. Trong nháy mắt khi lời nói của hắn truyền ra, cả mặt đất nơi này ầm vang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại. Có một lượng lớn sương mù bao phủ nơi này, mặt đất biến mất, ngọn núi có tuyết bảy màu rơi cũng biến mất. Tất cả mọi thứ tồn tại ở nơi này trừ Vương Lâm, Lý Mộ Uyển và những cây đạp thiên kiều kia ra thì toàn bộ đều tiêu tán, hóa thành một cái la bàn lớn bằng nắm tay. La bàn nọ cất tiếng reo vang bay lên tay trái Vương Lâm, không ngừng xoay tròn, lại thu nhỏ lại một lần nữa, cuối cùng xuất hiện trong bàn tay Vương Lâm thì đã chỉ còn là Thiên Nghịch Châu như trước. Thiên Nghịch Châu là một bộ phận mấu chốt của la bàn định giới, cũng là hình dáng đầy đủ của la bàn định giới biến thành, không có gì khác nhau. Nắm hạt châu này, Vương Lâm quay đầu lại, hắn không nhìn thấy trời, không thấy đất, chỉ thấy một vùng hư vô. Ở phía cuối hư vô, hắn thấy một thân ảnh, đó là đạo. Cổ đạo lúc này ngơ ngác nhìn tất cả, hắn cũng nhìn thấy được thứ duy nhất còn tồn tại trong hư vô này chỉ có hai thân ảnh trên cầu. Đây là đáp án sao? Cổ đạo thì thào, thần sắc lộ ra vẻ phức tạp. Vương Lâm mỉm cười vung tay lên, phía sau cổ đạo xuất hiện một dòng xoáy thật là lớn. Trong dòng xoáy nọ là Tiên Cương Đại Lục. Cổ đạo trầm mặc trong chốc lát, vái Vương Lâm một cái rồi đi vào bên trong vòng xoáy, hoàn toàn biến mất. Sau khi hắn rời đi, Vương Lâm nắm tay Lý Mộ Uyển đi về phía cây cầu cuối, biến mất trong hư ảo. Sau khi Vương Lâm rời đi, cây cầu nọ cũng dần dần hóa thành ánh sáng, tản ra, dung nhập với hư vô. Ở một địa phương giống như một đảo viên, tại một gia đình có một chiếc bàn đá. Một người đang ngồi đó đưa lưng về phía Vương Lâm. Người này mặc áo bào tro, mái tóc hoa râm, nhìn không rõ vẻ mặt. Phía sau người này có một người đang đứng giống như người hầu. Vương Lâm nắm tay Lý Mộ Uyển từ hư vô đột nhiên đi ra, đi về phía đảo viên này. Trong nháy mắt khi hắn mang theo Lý Mộ Uyển đi ra, người hầu kia xoay người nhìn Vương Lâm, trên mặt nở ra nụ cười. Vương Lâm nhìn người nọ, dáng vẻ đối phương hơi già nua đi, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người này chính là Lăng Thiên Hậu. Vương Lâm gọi Lăng Thiên Hậu. Thật ra là đúng mà cũng chẳng phải. Lão già nọ lắc đầu không nói gì. Người nói chính là người mặc áo xám đang quay lưng về phía Vương Lâm. Hắn xoay người lại mỉm cười nhìn Vương Lâm. Vị này là Phương phu nhân rồi, quả nhiên rất xứng đôi với cả Vương đạo hữu. Người áo xám nọ mỉm cười nhìn Vương Lâm nói. Thần sắc Lý Mộ Uyển bình tĩnh không nói gì. Nàng đứng bên cạnh Vương Lâm bình tĩnh nhìn người áo xám. Vương Lâm nhìn người áo xám nọ đột nhiên nở ra nụ cười, nắm tay Lý Mộ Uyển đi về phía trước, đối diện với lão già nọ, vung tay áo lên. Lập tức chiếc ghế còn lại hóa thành hai cái, cùng Lý Mộ Uyển ngồi xuống. Ở trên bàn đá giữa hắn và người mặc áo xám kia có một bàn cờ, trên đó có đầy những quân cờ đen trắng, hiển nhiên là đang vào tàn cuộc. Phần thân của ngươi năm đó sau khi mà đánh với ta, một nửa liền rời đi. Ta đã đợi nhiều năm, cuối cùng thì ngươi cũng tới. Nào, chúng ta tiếp tục đánh thôi. Người mặc áo xám mỉm cười cầm một quân cờ đen đặt lên một vị trí trên bàn cờ. Ngươi là người bảo vệ sao? Vương Lâm sau khi nhìn thoáng qua bàn cờ, liền nhìn lại người mặc áo xám kia. Đúng vậy, và ngươi cũng là như vậy. Người mặc áo xám ngẩng đầu mỉm cười nói. Thiên vận tử chính là khí linh. Trên người hắn ta hiển nhiên lưu lại một đạo thần niệm, cũng chính là thiên vận tử áo xám mà ngươi đã từng thấy. Tướng mạo của người mặc áo xám này bất ngờ lại giống hệt như là thiên vận tử. Chẳng qua Vương Lâm cảm thấy lại bất đồng. Đúng như là lời đối phương đã nói, hắn là thiên vận tử áo xám. Thất thải giới do phần thân của ngươi sáng tạo ra. Sau khi đó khí linh kia mới phát hiện đó mà lợi dụng. Ta vốn cảm thấy kỳ lạ, lúc này mới biết hóa ra luân hồi đối với ngươi lại đơn giản như vậy. Thiên Nghịch Châu phòng chế ở thất thải giới chẳng qua là do phân thân sát lục của ngươi muốn biết thứ gì thiếu sót kia là thứ gì, lần lượt thử nghiệm. Đám người minh trí đạo kinh cũng tốt, mà kiếp kinh thì cũng đều là kinh nghiệm của cả đời ngươi cả. Phụng trí tu chân, một chữ này là đại biểu cho chân ngã trong luân hồi. Hàm nghĩa của những lời này khiến chúng sinh trên thế gian từ nay về sau trong luân hồi có thể tìm được chân ngã, đi khỏi luân hồi. Ánh mắt người mặc áo xám lộ ra vẻ thân thiết, cứ thế mà chậm rãi nói. Ta thì không có tên. Nếu như ta là người đầu tiên của nghịch trần giới này tới đạp thiên cảnh, thì ngươi chính là người thứ hai. Giữa ta và ngươi, chúng sinh chưa ai đạp thiên tới được đây cả, trừ phân thân của ngươi ra thôi. Người mặc áo xám mỉm cười nói. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát rồi hỏi, La Bàn Định Giới là do ngươi sáng tạo ra sao? Khí linh nọ là do ngươi phong ấn bên trong sao? Vương Lâm vừa hỏi vừa nắm tay Lý Mộ Uyển không hề buông ra, nhìn người mặc áo xám. Bước thứ tư đạp thiên chính là đỉnh phong của nghịch trần giới. Nhưng mà trong vũ trụ thương khung còn có người đi tới bước thứ 5, cũng có thể đi tới bước thứ 6. Trước khi ta tới đây thì đã có bàn cờ này rồi. Thôi, đánh cờ đi, tới phiên người đó. Người mặc áo xám khẽ nói. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, mỉm cười giơ tay trái lên. Trong bàn tay hắn vốn có một hạt châu. Vương Lâm cầm hạt châu này đặt lên bàn cờ. Trong nháy mắt khi mà hạt châu màu trắng này được đặt xuống, bàn cờ bỗng nhiên biến đổi quân đen, quân trắng tự đặt xuống, giống như là đang tính toán. Cuối cùng khi mà Lý Mộ Uyển ngưng thần nhìn lại thì tất cả hai màu trắng đen ở trên bàn cờ đã dung nhập toàn bộ, hóa thành một bộ mặt. Một trắng và một đen. Phía trắng là Vương Lâm, còn phía đen là người mặc áo xám. Hiểu rõ chưa? Vương Lâm ngẩng đầu nhìn người mặc áo xám. Có, rõ ràng rồi. Người mặc áo xám trầm ngâm trong chốc lát, than khẽ một tiếng rồi gật đầu. Vương Lâm mỉm cười đứng dậy, nắm tay Lý Mộ Uyển, không quay đầu nhìn hai người và bàn cờ kia mà từng bước tiến về phía trước, cùng với cả Lý Mộ Uyển biến mất khỏi nơi đây. Sau khi hắn biến mất, quân trắng trên bàn cờ cũng từ từ biến thành hư ảo và cuối cùng biến mất, giống như theo Vương Lâm mà đi vậy. Vương Lâm rời đi mang theo Lý Mộ Uyển. Ở trên Thiên Cương Đại Lục, trừ cổ đạo ra thì không ai biết tất cả mọi chuyện trong Thái Cổ Thần Cảnh. Trên mặt đất cổ tộc, ở trên một ngọn núi, Vương Lâm ngồi khoanh chân nơi đó. Lý Mộ Uyển ở phía sau ôn nhu nhìn hắn. Vương Lâm ngồi nơi này đã mấy ngày rồi. Hắn giống như đang chờ đợi điều gì đó. Lý Mộ Uyển không biết, nàng cũng không muốn biết. Chỉ cần có Vương Lâm ở bên cạnh là nàng đã thỏa mãn rồi. Chẳng qua từ trong đáy lòng của nàng cũng có một sự nghi vấn. Nàng muốn đợi Vương Lâm tỉnh lại sẽ hỏi một chút. Lại 3 ngày nữa trôi qua, và lúc hoàng hôn khi mà bầu trời dần tối thì Vương Lâm mở mắt ra nhìn lên bầu trời. Ở trên bầu trời vào lúc này, bên ngoài Thiên Cương Đại Lục xuất hiện một người mặc hắc y, có mái tóc đen thật là dài. Trên người hắn tràn ngập khí tức sát lục và hủy diệt. Hắn đứng bên ngoài Thiên Cương Đại Lục, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Thấy Thiên Cương Đại Lục trên mặt đất của cổ tộc cùng có ánh mắt đang nhìn mình. Hình dáng của hắn thì giống hệt Vương Lâm. Trầm mặc trong chốc lát, thân thể nam tử mà hắc y này thoáng một cái đã nhảy vào trong Thiên Cương Đại Lục, hóa thành một luồng ánh sáng đen bay thẳng tới mặt đất cổ tộc, tới trước người Vương Lâm đang ở trên ngọn núi nọ. Hắn thấy Lý Mộ Uyển, ánh mắt lạnh lùng, lộ vẻ nhu hòa. Ngươi vốn có thể không đến. Vương Lâm nhìn sát lục phân thân mặc hắc y trước mặt này. Nam tử mặc hắc y trầm mặc, giơ tay phải lên, chặt đứt một sợi tóc đen của mình, sau đó buông ra. Sợi tóc màu đen nọ bay lên, dần dần hóa thành màu trắng. Trong nháy mắt khi mà sợi tóc màu trắng này xuất hiện, Vương Lâm giơ tay phải lên, trong tay hắn cũng xuất hiện một sợi tóc bạc. Chẳng qua sợi tóc bạc này sau khi xuất hiện, dần dần tiêu tán. Nam tử mặc hắc y kia nhìn thoáng qua Lý Mộ Uyển một lần nữa, nhắm mắt lại, hóa thành một vùng hắc khí, xóa đi linh trí của bản thân, dung nhập vào trong thân thể của Vương Lâm. Vương Lâm hấp thu toàn bộ hắc khí nọ trong thân thể, rồi một lần nữa ngưng tụ ra sát lục chân thân. Hắn quay đầu nhìn Lý Mộ Uyển, đột nhiên hiểu rõ vì sao Đục Mặc sau khi mà có linh trí lại một lần nữa lựa chọn tán đi, lựa chọn dung hợp với mình một lần nữa. Đối với ta mà nói thì là 500 năm, còn đối với hắn mà nói lại là vô số lần luân hồi. Nhìn thiếp để làm gì? Lý Mộ Uyển mỉm cười. Thấy hắn rồi chứ? Vương Lâm đột nhiên hỏi. Người nào chứ? Lý Mộ Uyển ngẩn ra, vừa rồi nàng không nhìn thấy gì. À, không có gì. chúng ta đi thôi. Nàng không phải muốn gặp Bình Nhi và thê tử đó sao? Chúng ta đi tới một nơi không ai biết chúng ta, bắt đầu một cuộc sống bình thường. Vương Lâm đứng dậy cười nói như vậy. Như vậy không tu hành nữa sao? Lý Mộ Uyển lườm hắn đứng dậy bên cạnh Vương Lâm. Tu hành là tại tâm, tìm được chân ngã rồi thì nơi nào cũng giống nhau cả thôi. Vương Lâm cười ha hả ôm Lý Mộ Uyển, hóa thành một đạo cầu vòng bay về phía hoàng hôn nơi chân trời. Vương Lâm, sau khi ván cờ này kết thúc, các ngươi nói đã hiểu rõ. Tiếp nghe không hiểu, rốt cuộc hiểu rõ là hiểu rõ cái gì chứ? Giọng nói của Lý Mộ Uyển êm ái vang lên. Hai người dần dần đi xa về cuối chân trời, chậm rãi biến mất. Bọn họ không nhìn thấy giờ phút này bên dưới núi không xa, trong một góc hắc thạch thành, có một nữ tử mặc bạch y đang đưa lưng về phía ánh đèn của vạn nhà. Nàng ngẩng đầu nhìn đạo cầu vồng đang bay đi xa xa trên bầu trời, khóe mắt ngấn lệ. Nước mắt lăn theo gò má, rơi xuống y phục của nàng. Quên thôi, quên tất cả đi thôi. Đời trước là một con cá ở trong nước nhìn cánh chim đang bay dần đi xa. Nữ tử nọ thì thào, trong mắt mông lung. Con cá khóc trong nước, nước mắt hòa tan ra. Cánh chim trên bầu trời cũng giống như là không nhìn thấy. Kiếp trước chúng ta là một con cá và một cánh chim, nhưng đời này chúng ta không phải. Đột nhiên phía sau nữ tử nọ xuất hiện một giọng nói nhu hòa. Thân thể mềm mại của nữ tử chấn động. Nàng bỗng nhiên quay đầu, thấy trong ánh sáng của những ngọn đèn có một thân ảnh đang nhìn mình mỉm cười.